Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Diễn đàn kết nối công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Lào Việt Nam tăng cường sự trao đổi, phối hợp nghiên cứu của các nhà khoa học và sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ấn tượng hội thi hợp xướng quốc tế Hội An 2023, bữa đại tiệc của âm nhạc, văn hóa và tình hữu nghị với sự góp mặt của hơn 600 thành viên đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nông trại Thuận Thiên, hướng đi mới giúp phát triển du lịch sinh thái của bà con vùng Đồng Tháp 10, câu chuyện có trong phần cuối của bản tin. Diễn đàn kết nối công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Lào Việt Nam 2023 vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn. Sự kiện bao gồm các hội thảo chuyên sâu về chủ đề kết nối công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hội thảo chuyên đề về gợi mở định hướng phát triển cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Lào. Bên cạnh đó còn có các hoạt động kết nối, gặp gỡ giữa các đối tác hợp tác chuyển giao công nghệ Việt Nam, Lào. Trong khuôn khổ diễn đàn cũng có 64 khu trưng bày giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các công nghệ có tiềm năng thương mại hóa ở một số lĩnh vực như chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử để thúc đẩy hợp tác, chuyển giao giữa viện, trường và doanh nghiệp của hai nước. Ngay tại diễn đàn, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Lào đã ký các thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ. Giải thể thao Hà Lan mở rộng 2023 vừa diễn ra tại thành phố Amsterdam, Hà Lan. Sự kiện do Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan đồng tổ chức với sự tham gia của các đội bóng sinh viên Việt Nam từ một số nước lân cận. 10 đội bóng sinh viên Việt Nam từ Hà Lan, Pháp và Bỉ đã thi đấu đồng thời trên hai sân bóng mini theo thể thức chia bảng đấu loại trực tiếp. Kết quả, đội bóng đá sinh viên Việt Nam tại Paris có tên gió Lào vô địch sau khi đánh bại đội chủ nhà Việt Nam Amsterdam United trong trận chung kết. Đây là lần đầu tiên Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức được giải thể thao mở rộng sau khi Ngày hội thể thao được tổ chức từ năm 2016 đạt nhiều thành công. Hội được thành lập năm 2008 với nhiều sáng kiến thu hút sinh viên, cựu sinh viên và cả những người không còn trẻ trong cộng đồng tham gia những hoạt động thể thao. Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 7 Hội An 2023 đã chính thức khép lại sau 5 ngày tham gia tranh tài tại nhiều hạng mục của hơn 600 thành viên đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi được đánh giá là bữa đại tiệc của âm nhạc, văn hóa và tình hữu nghị. Tham gia cuộc thi, ngoài việc phô diễn các kỹ thuật trong nghệ thuật hợp xướng, các đoàn tham gia còn mang đến cho khán giả những góc nhìn đặc sắc về trang phục, nhạc cụ, văn hóa của dân tộc mình. Chứng kiến một buổi biểu diễn, người xem dễ dàng cảm nhận được thiên nhiên hoang dã từ Indonesia, đặc sắc về tôn giáo của Ấn Độ, bản sắc huyền bí của Ả Rập Xê Út, nét đặc trưng dân tộc của Thái Lan, Malaysia hay sự thân thiện của người Việt Nam. Mỗi đất nước đều mang nét độc đáo riêng, hội tụ tại Hội thi hợp xướng quốc tế Hội An 2023. Trở thành đội chiến thắng đối với chúng tôi là một điều tuyệt vời vì có rất nhiều đội hợp xướng hay đến từ châu Á hay là Ả Rập Xê Út. Chúng tôi rất tự hào khi chiến thắng. Không khí của hội thi cũng rất sôi động. Mọi người đều rất thân thiện. Chúng tôi cùng nhau hát, cùng nhau trải nghiệm các nền văn hóa. Mọi thứ đều tuyệt. Các nghệ sĩ đã thể hiện tài năng tuyệt vời và niềm đam mê cháy bỏng trong mỗi màn biểu diễn. Họ đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc để mỗi lần kết thúc bài diễn là những tràng vỗ tay tán thưởng không dứt. Sau 4 năm phải tạm dừng vì dịch bệnh Covid thì tôi thấy là Đại hội Hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần này thực sự như là một cái người đẹp vừa ngủ quên và thức dậy vậy. Có một cái điều gì đó rất là tươi mới. Mọi người như dường như là sau những cái năm tháng mà mọi người chứng kiến cái đại dịch toàn cầu ấy, thì càng ngày càng thấu hiểu hơn cái cuộc sống này nó ý nghĩa như thế nào. Chính vì vậy mà lời ca tiếng hát của họ, của các đàn hợp xướng từ các nước trên thế giới đến với hội thi lần này có nhiều năng lượng, có nhiều sự tươi mới, có nhiều sự sáng tạo. Vâng ạ,
thưa quý vị, những màn diễu hành đường phố đầy màu sắc như thế này đã chính thức khép lại hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 7. 18 đoàn hợp xướng đến từ 7 quốc gia đã theo lời kêu gọi của trái tim và cùng cất cao tiếng hát với phương châm hòa chung tiếng hát mang các quốc gia đến gần nhau hơn. Và đúng là như vậy, hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 7 đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Mới đây, chuyên trang du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á Tripzilla đã gợi ý 5 điểm đến an toàn cho nữ du khách, trong đó Hà Nội, đại diện duy nhất của Việt Nam, được nhắc đến đầu tiên. Vậy đâu là lý do để Hà Nội được bình chọn như vậy và cảm nhận thực tế của những nữ du khách đã và đang du lịch tại thủ đô ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Công chúa Thụy Điển, nữ hoàng Đan Mạch, phó tổng thống Mỹ, Tổng thống Hy Lạp hay cựu Tổng thống Chile đều là những nữ chính khách từng tới tham quan dạo phố tại Hà Nội và được báo chí quốc tế quan tâm đưa tin. Ngày càng có nhiều hơn những du khách quốc tế lựa chọn tới Hà Nội để du lịch, trong đó có cả các nữ du khách. Và đặc biệt, trong số họ, rất nhiều người đã lựa chọn đi du lịch một mình. Chị Stella là du khách người Armenia đã đến Hà Nội du lịch một mình vào cuối năm 2022 và chị quyết định trở lại Hà Nội lần nữa vào tháng 3 năm nay. Lần này, chị Stella còn xuất hiện trên một trang báo mạng của Việt Nam với câu chuyện thật đặc biệt. Tôi có tới khu phố cổ để đổi tiền. Tôi làm rơi tiền ở một nơi vô cùng đông đúc. Khi tôi phát hiện ra và quay lại, thì thực sự không hề có một chút hy vọng tìm lại được số tiền đó. Một người đàn ông chỉ vào quán cà phê và nói rằng có người đã nhặt được số tiền và đang chờ tôi quay lại. Thực sự đó là một phép màu. Điều đáng nói là câu chuyện của chị Stella không phải là ngoại lệ bởi rất nhiều du khách nước ngoài đến Hà Nội cũng may mắn như chị khi được trả lại đồ đánh rơi hoặc được các chiến sĩ công an tìm lại đồ bị thất lạc. Tôi từng đánh rơi điện thoại và một bạn sinh viên nhặt được. Anh ấy thậm chí còn thức tới 2 giờ sáng để đợi tôi tới lấy điện thoại. Điều đáng nói là anh ấy nhất quyết không nhận một sự hậu tạ nào. Tôi cũng từng đánh rơi tiền và được người đi sau nhặt trả lại. Những việc như vậy đúng là không thể thấy được ở nhiều nơi. Tài sản được đảm bảo, vậy vấn đề an ninh thì sao? Tối qua khi đến Hà Nội, chúng tôi đã đi dạo và cảm thấy hoàn toàn an toàn. Và sáng nay từ rất sớm chúng tôi cũng đi dạo và tôi cũng thấy rất an toàn. Bên cạnh tiêu chí tỷ lệ tội phạm thấp, thì người dân địa phương thân thiện cũng là tiêu chí được chuyên trang du lịch trực tuyến Tripzilla lựa chọn khi xếp hạng Hà Nội lọt top điểm đến an toàn. Bất cứ một du khách nào khi mà mình gặp mình đều nở một nụ cười tươi nhất có thể và có thể là gửi một vài lời chào đến họ. Hi, hello, đấy là thói quen của mình. Khi khách lên xe thì mình nói những từ là you can, don't worry, bạn có thể yên tâm, không phải lo lắng gì. Cái khâu trung thực là cái khâu quan trọng nhất. Ví dụ như khách mà có quên đồ thì bọn tôi cũng không bao giờ chiếm đoạt cái thứ đó. Để giữ vững được kết quả bình chọn, ngành du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch và hoàn thiện hệ thống tiếp nhận thông tin phản hồi của du khách. Hiện nay ngành du lịch thủ đô cùng với các địa phương và các điểm đến đã triển khai một cái hệ thống tiếp nhận thông tin của du khách hoàn chỉnh và chúng tôi với vai trò là đơn vị sở du lịch là đầu mối để tiếp nhận thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nhanh nhất các khó khăn của du khách tại thủ đô. Qua những hoạt động này, Hà Nội đã, đang và sẽ đẹp hơn, ấn tượng hơn trong mắt du khách quốc tế. Tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang, có một người đàn ông dám bỏ ra rất nhiều tiền của và công sức để hồi sinh những gốc cây đã chết từ hàng trăm năm trước. 15 năm sống bằng nghề đi ghe dọc theo con sông Tiền, anh Nguyễn Văn Nghỉ đã trục vớt hàng trăm gốc cây trầm thủy trôi dạt để lòng sông quê mình trở nên thông thoáng hơn. Dân trong vùng cho biết không còn ai sống đủ lâu để kể về những thân cây ngày còn xanh lá. Chỉ biết rằng những gốc cây cổ thụ vô tri nằm sâu dưới đáy sông giờ đây đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn. Ngay cả những mảnh gỗ vụn cũng được đan kết lại thành một điểm tham quan độc đáo. Và điều đặc biệt có thể xem đây như một cách lưu giữ những chứng tích có giá trị nghiên cứu về lịch sử của cả một vùng đất. À, những gốc gỗ lũa nguyên khối hàng trăm năm tuổi được anh Nghĩ trục vớt từ dưới lòng sông Tiền. Đến ngày hôm nay thì nó đã trở thành những cái tác phẩm nghệ thuật như thế này rồi. Một niềm đam mê tốn không ít công sức và tiền bạc phải không anh Nghĩ? Không nói giấu gì em, anh phải giấu vợ, giấu gia đình để mà cố gắng làm.
không thời gian nghỉ trưa luôn em, để mình thỏa mãn được cái đam mê này của bà mình. Bà xã nói sao ạ? Bà xã nói chuyện tào lao, không giống ai. Dạ. Anh ơi, bằng con mắt của người ở làng Mộc á, thì mình nhìn một cái gốc cây là mình biết nó phù hợp với loại tượng nào ha? Anh với thợ cùng kết hợp lại thấy cái gốc cây nào, mường tượng giống cái tượng nào thì mình làm theo tượng đó em. Dạ. Cái này là thợ ở đây hay sao anh hả? Thợ ở ngoài Quế vào em. Bộ sưu tập điêu khắc từ gỗ lũa nguyên khối của anh Nghĩ đã lên đến gần 50 tác phẩm. Trong đó có bộ tượng lớn 12 con giáp, tượng Phật, tượng Bồ Đề Đạt Ma, Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Hoành tráng nhất là bức điêu khắc dài gần 25 mét, mô phỏng lại cuộc sống thường nhật và những ngành nghề, những nét văn hóa độc đáo ở làng quê Việt Nam. Phải nói là một kiệt tác, những bàn tay của những nghệ nhân ở đây quá là điêu luyện. Đã tạo nên 12 con giáp cũng như những cái hình Đức Phật qua những cái tác phẩm bằng gỗ thì rất là xuất sắc. Một cái khu du lịch như vậy là phải nói quá lý tưởng để tạo cho những khách du lịch người ta tìm đến chẳng những Việt Nam mình mà khách nước ngoài. Như một bài toán đã tính trước kết quả, lượng du khách kéo về đây ngày một đông hơn. Khu du lịch sinh thái ăn nên làm ra. Cũng đồng nghĩa, nhiều bạn trẻ ở làng quê Chợ Mới có công ăn việc làm ổn định. Chợ Mới hôm nay thực sự khoác lên mình chiếc áo mới đầy cuốn hút. Nó không đến từ những ý tưởng xa xôi, mà hình thành từ chính những chất liệu tưởng chừng xưa cũ đã bị lãng quên. Thưa quý vị và các bạn, vùng Đồng Tháp 10 nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng. Bà con ở đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đang nỗ lực tận dụng lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Trong đó có thể kể đến mô hình nông trại Thuận Thiên. Mời quý vị cùng phóng viên chúng tôi đến với một không gian mà hệ sinh thái nông nghiệp được canh tác theo nguyên tắc tôn trọng sự cộng sinh thuận tự nhiên tại đây. Thuận Thiên ở đây là canh tác và phục vụ theo tự nhiên, nghĩa là mình hạn chế can thiệp yếu tố nhân tạo vào trong cái nông sản cũng như sản phẩm du lịch. Thì tôi muốn giới thiệu với mọi người là một cái loại thực vật rất là đặc biệt ở đây. Ở đây là cây lúa ma. Lúa ma mà người ta cũng hay dùng cái từ gọi là lúa trời đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Đây là một cái cây đặc hữu của cái vùng ngập nước ở Đồng Tháp 10. Trước khi mà ông bà mình vô đây khẩn quan á, đã gạt cái lúa ma này nè. Vào ban đêm, trước khi mặt trời mọc, thì người ta đặt cho nó một cái tên rất là vừa bí ẩn và vừa cũng tò mò. Cái hạt lúa này nó chín là chim chóc nó về nó ăn, để nó cùng sống ở đây với mình, nó vui vẻ, hạnh phúc với mình. Mọi cái không gian ở đây nó đều được set up theo thuận, theo tự nhiên. Tức là mình theo phong cách tối giản đấy đúng không ạ? Dạ, cửa sổ trước, cửa sổ sau và rất là mát, ở dưới là mặt nước. Trong farm có hai cái hồ này để trữ nước, nó lắng lọc, xong rồi bơm lên những cái chỗ mà cái thiếu nước vào mùa khô. Ở đây là cách mà tụi em để ứng phó với biến đổi khí hậu. Và sen ở đây chính vì trồng Thuận Thiên á, là nó sẽ trổ quanh năm. Mùa này là chỗ này là cạn thế này anh? Thuận Thiên mà, mình phải có ngập có khô, để cho nó theo cái đúng cái quy luật tự nhiên. Bên cạnh cuộc sống sen thì du khách còn trải nghiệm những cái hoạt động ngày xưa ông bà mình đi khẩn quan nữa. Ví dụ như là đi nhặt trứng vịt nè, đi cho vịt ăn nè. Mẹ bên kia kìa. Sống trong cái không gian này đều có một cái năng lượng tích cực. Thì mở mắt ra là mình thấy mọi thứ nó dạt vào cái sự sống rồi. Màu sắc của cánh sen nó thắm hơn. Dạ, thắm hơn với cái mùi đó chị. Ở ngoài Bắc hay dùng sen để pha trà, tức là cho trà vào trong búp sen để lấy cái hương của cái bông sen này. Còn ở đây thì sao ạ? Ở đây thì tụi em uống tươi, là không có ướp trà, là hái như vậy vô mình uống tươi. Sen hồng, nước lại chuyển sang màu xanh như này hả anh? Dạ đúng rồi, màu hồng chuyển sang màu xanh trả lại cái nguyên bản của nước. Hình ảnh du lịch Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen đã được gây dựng từ chính những mô hình du lịch sinh thái xanh thuận tự nhiên như thế này. Vẻ đẹp thiên nhiên đầy quyến rũ luôn là điều cuốn hút du khách hơn cả. Nó mang đến một sự thư thái và đó cũng chính là điều mang đến những năng lượng tích cực giúp cho cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại.